Tiền vệ kỳ cựu David Silva của Man City sau chiến dịch Champions League sẽ chính thức khoác áo Lazio thi đấu tại giải Serie A thêm 3 năm sau khi đã đạt thỏa thuận gia nhập đội bóng thành Rome. Theo nhà báo Fabrizio Romano Ý đang cộng tác cho kênh Sky Sport tiết lộ, David Silva đã đồng ý gia nhập Lazio theo diện chuyển nhượng tự do sau khi chấp nhận bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức lương khoảng 4 triệu euro một năm. Ngoài ra, đúng như tin đồn từ báo chí Ý, David Silva cũng được có những đãi ngộ đặc biệt từ Lazio như cấp chuyên cơ riêng hay sinh sống trong một ngôi biệt thự cổ theo kiểu La Mã. Với bản hợp đồng này, coi như David Silva hiện 34 tuổi cũng sẽ xác định kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao tại nước Ý. Hiện những chi tiết trong hợp đồng của David Silva và Lazio đang hoàn tất, chỉ chờ cầu thủ này thi đấu xong giải Champions League với Man City là đến ký và chính thức công bố, nhà báo Fabrizio Romano cho biết thêm. Cuối tuần qua, David Silva đã nói lời tạm biệt sân Etihad của Man City sau trận đấu cuối tại đây cùng thông điệp đầy xúc cảm: "Tôi đã được mọi người tại Man City dành cho một sự tôn trọng lớn lao. Đối với tôi, sự tôn trọng là điều quan trọng nhất, không chỉ riêng tôi mà cả gia đình tôi cũng đều nhận được sự tôn trọng đó từ Man City. Tôi rất biết ơn về điều này, vì thế tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn tất cả và vẫn mãi mãi là một màu xanh của Man City." Theo báo chí Ý, dù David Silva đã 34 tuổi, nhưng đẳng cấp và thể lực sung mãn của anh vẫn có thể thi đấu thêm 5 năm nữa, vì thế việc Lazio nhanh chân chiêu mộ được cầu thủ kỳ cựu này là một sự bổ sung đáng kể ở tuyến giữa. Tại Lazio, David Silva thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Simone Inzaghi, cùng hứa hẹn sẽ là người kiến tạo ăn ý cho chiếc giày vàng châu Âu Ciro Immobile ghi bàn để tiếp tục cạnh tranh ngôi vua phá lưới với siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus.